vị khán giả, rất vui khi gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Trần Nên cũng không biết nói gì hơn. Trần Nên thì khiếm thị từ lúc nhỏ cho tới giờ, thì Trần Nên thì nói chung không có cái chuyện gì làm hết, chỉ có nghề bán giấy số thôi. Nhưng mà người ta thì người ta ca sĩ, còn mình bán số mình ca lẻ. Đờn dở thì cũng hát dở luôn. Quý vị khán giả nào mà có cái Trần Nên thì lên kênh của Trần Nên. Chứ quý vị mà tặng tiền thì nó nào ngay mình cũng không dám nhận nữa, tại vì mình đàn dở mà hát cũng dở. Nhưng mà tại vì mình có cái máu văn nghệ, mình có cái máu đam mê từ nhỏ, mong quý vị thông cảm. Để trở lại chương trình thì tiếng hát của Trần Nên sẽ gửi đến cô bác và quý vị khán giả với bài hát được mang tên là Tình Anh Bán Chiếu. Bài này Thanh Nên đi bán số thì ở trong quán người ta hay kêu Thanh Nên hát bài này, tại vì mấy cái người người ta đi nhậu người ta cũng ít, người ta cũng thích nghe bài này lắm. Mong quý vị khán giả ủng hộ dùm cho Trần Nên. Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bãi, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Gậy chiếc áo nhuộm bùn đã lâm tâm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước dân tranh, gió lạnh chiều đông bỗng dạo lên tiếng nguyệt cầm như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Dài hai thước có lẽ để điểm tô ở chốn loan phòng. Hôm nay cô đã quên tôi đây cất bước theo chồng. Coi đôi chiêu này tự tay tôi dệt lấy, tôi đã lựa từng cọng lát sợi gai. Nhưng khi tôi đến nơi thì cô đã rời bỏ quê nhà sang qua xứ khác. Tôi đứng trước cổng vườn xưa nỗi buồn mang mát. Còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai? Năm ngoái khi ghe vừa tới dằm sông Ngã Bài, cô đã tươi cười dẫn tôi đến tận nhà cô. Cô đưa tôi vào chốn phòng riêng để đo ni chiếc giường gõ đỏ và cô đặt làm đôi chiếu.
cô hỏi qua giá cả tôi trả lời lấy giá rẻ làm quen. Năm hôm sau khi tôi sắp sửa lui ghe, cô còn đứng trên bến dặn dò kỹ lưỡng. Sau khi cô đã quay gót chiếc áo bông hường cũng phức dạng sau mấy lùm tre, cô có biết đâu tôi đã lấy nón lá che ngang để giấu đôi dòng nước mắt. Vì không muốn bàng quan thiên hạ họ cười tôi là một kẻ si tình. Khi hỏi lại xóm riền tôi mới biết cô theo chồng đã được 400 qua. Mình dám đâu sai hẹn với người ta mà họ đành đoán bỏ và đi xứ khác. Tôi giác đôi chiếu bông mà cõi lòng tan nát, bước chân đi như thể xác không hồn. Nước mắt tuôn rơi theo lá rụng trên đường, cho đông dục dù thổi mạnh lạnh đất trời lạnh lên cả tâm can. Người ta đã có đôi rồi chiếu chăng đâu ấm bằng người tình chung. Để mình giác cặp chiếu bóng chờ đợi chi nữa uống công đợi chờ. Khuya đêm nay ngồi chờ nước lớn, nỗi buồn đau cứ cành cành bên lòng. Tôi thấy đời tôi sao lạnh lẽo khôn cùng, còn chi buồn hơn nghề bán chiếu để tô điểm loan phòng cho những gái còn xuân. Đến khi họ cất bước sang ngang lại không hỏi han một lời từ giá. Trên đôi chiêu bông tôi đã bỏ công ngồi dệt mấy ngày đêm ròng rã mà nay vẫn còn nằm chờ ở dưới phan thiền. Ngọn gió đêm đông đừng thổi nữa, lòng tôi lạnh lắm gió đông ơi. Tôi nhổ xào cho ghe kêu trôi xuôi, lòng nắng chịu một nỗi sầu tê tái. Tôi ngồi yên sau lái, đôi mắt vẫn hướng về nẻo cũ giường xưa. Hỡi ơi, con sông Phụng Hiệp chảy ra bảy ngã, thì lệ của tôi sao nó cùng lại lang muôn dòng. Có ai biết được tấm lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên kinh ngà bài. Sông sâu bên lỡ bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai. Bây
gì trời cũng đang mưa. Nhà giờ để hẹn cô bác và các anh chị trong những chương trình sau. Nếu cô bác anh chị nào mà thích Trần Nên thì hãy đăng ký với kênh của Trần Nên. Xin thành thật cảm ơn và biết ơn nhiều. Và xin kính chào.